tiếng đổ nhựa đường, vật liệu xây dựng, những tiếng búa lạch cạch và tiếng xẻng loẹt xoẹt trong không gian tĩnh mịch để giúp giảm thiểu những sự cố tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi đường và giữ gìn cảnh quan đô thị. Hơn 11 năm nay, anh Phạm Minh Hiếu cùng hơn 50 bạn trẻ, cô bác, cùng các bạn học sinh đã tình nguyện tham gia vá đường mỗi đêm. Nhóm đã tận dụng và tự quyên góp mua lại vật liệu từ các công trình nhà nước bị dư thừa như nhựa đường, nước nhũ để phục vụ việc san đất, lấp ổ gà, ổ voi. Khi nhiều cái các công trình của nhà nước sẽ thừa ra, xong mình sẽ mua lại của nhà nước, là cái vật liệu là như là nhựa đường, cả nước nhũ, nước đường á, mình sẽ mua lại, xong rồi mình sẽ tái chế, kiểu như là tái chế lại, xong rồi mình sẽ đập nhỏ ra, xong rồi mình sẽ bắt đầu sẽ trộn đều lên, giải ra bằng. Với nhiều người, lúc nửa đêm đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì nhóm tình nguyện mới bắt đầu công việc để đảm bảo an toàn giao thông. Càng phải đối mặt với những khó khăn vất vả, anh Hiếu càng cảm thấy trân trọng những người đồng đội và những việc mình đang làm. Hành trình vá đường của anh và cả đội đã kéo dài nhiều năm, giúp bao tuyến đường trở nên bằng phẳng, an toàn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia tình nguyện và cũng đem lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chẳng ai ngờ chính những thành viên luôn tích cực hoạt động trong nhóm đã từng là nạn nhân của những ổ gà, ổ voi. Cũng từ đó, họ quyết tâm thay đổi diện mạo mặt đường, lan tỏa, truyền cảm hứng về những hành động nhân văn có ích cho cộng đồng xã hội. Từ cái ngày mà tôi bị ngã, tôi đi trên đường đi, mấy lần tôi đã gặp một đội thanh niên đi đắp đường. Tôi cũng bảo là, ôi thế này thì mừng quá, đã có đội thanh niên đi đắp đường vá đường như này thì cái sự mơ ước của tôi là tôi thấy bảo là này thì tốt. Là tôi cũng muốn là tôi bảo đấy cho tôi làm cùng với, từ cái ngày đó tôi cũng tham gia để những lúc mà có cái ngày mà đắp ổ voi gà là tôi xin đi để tôi được cùng tham gia với mọi người. Tôi cảm thấy Hiếu là một người rất là có tâm trong cái sự việc mà muốn an toàn cho mọi người ấy. Vì ở có nhiều cái ổ gà mà em ấy cũng hay đi quan sát ổ gà và sợ mọi người bị nguy hiểm ấy. Nên là cứ thường thường hay một mình cũng âm thầm để làm những cái việc rất là đem lại lợi ích cho mọi người và an toàn cho người dân. Và vì thế mà mỗi người dân đi qua khi nhìn thấy hành động của bạn ấy thì đều cũng cảm thấy xúc động và cũng có nhiều người cũng đi cùng để làm theo. Hành động xuất phát từ tinh thần cộng đồng của anh Hiếu và các thành viên nhóm vá đường không những đã góp vào hành trình đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, mà còn là điểm sáng trong màn đêm đen, lan tỏa việc làm tốt đẹp đến mọi người xung quanh.